Trong những ngày gần đây khi quân đội ra quân để tăng cường chống dịch, hình ảnh các anh bộ đội lại xuất hiện nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng không chỉ là những bức ảnh các anh mạnh mẽ, hiên ngang đang làm nhiệm vụ mà cả những đoạn clip quay lại cảnh nấu ăn cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhìn đôi tay thoăn thoắt, cách làm khéo léo và chuyên nghiệp của các anh trong căn bếp quân đội đã làm nhiều chị em bất ngờ. Trên trang mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ những video nấu ăn của các anh bộ đội và nhận về rất nhiều lượt yêu thích và bình luận. Có lẽ bởi những hình ảnh đứng bếp thật khác lạ so với hình ảnh bình thường mà mọi người vẫn biết tới. Và những người lính Cụ Hồ dù làm gì cũng luôn khiến người khác ngưỡng mộ và nể phục. Trong căn bếp sạch sẽ và gọn gàng, các anh bộ đội mỗi người một việc, người thái rau, củ, người thái thịt, người rán trứng, người chiên đậu, người thì thổi cơm, ai cũng tập trung và làm tốt công việc của mình. Điều đáng ngạc nhiên đó là các anh có một kỹ năng làm bếp vô cùng chuyên nghiệp. Cách thái rau, thái thịt nhanh và đều tăm tắp chẳng khác gì đầu bếp. Rán trứng hay rán đậu cũng vô cùng thuần thục. Đậu thì miếng nào miếng nấy vàng ươm, không bị vỡ, còn trứng thì cứ vuông vức như được dập khuôn vậy. Để nấu ăn trong quân đội, các chiến sĩ sẽ phải nấu một khối lượng rất lớn bởi quân số rất đông. Vì vậy sẽ không nấu bằng nồi cơm điện như bình thường mà có dụng cụ riêng, đòi hỏi phải có sức một chút. Khi một người đổ khay cơm vào nồi thì một người khác sẽ dùng chiếc thìa siêu to để đào đều, và đương nhiên thành quả không chê vào đâu được. Khi được xem cách các anh nấu nướng thì phải công nhận một điều rằng, những người lính Cụ Hồ không chỉ dũng cảm, kiên cường, mạnh mẽ mà còn rất đảm đang nữa. Ngay bên dưới những clip nấu ăn của các anh bộ đội, rất nhiều người đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ về sự đảm đang. Xem cách bộ đội nấu cơm là đủ để biết các anh đã rèn luyện chăm chỉ và nghiêm túc như thế nào. Dù làm gì cũng nhanh chóng và hiệu quả, đúng với kỷ cương của quân đội. Thật sự tự hào khi Việt Nam có những người lính Cụ Hồ mạnh mẽ và khéo léo đến thế.